Thế là một vị thánh đã xuất hiện. Thánh Lai CEO Nguyễn Phương Hằng đã có truyền nhân, và xem ra truyền nhân này còn khốc liệt hơn bà Hằng, một vị phụ huynh có con học trường quốc tế mà bị mâu thuẫn với bạn bè đánh nhau, chuyện rất là bình thường. Và bà đã liên tục dùng livestream như một vũ khí để sát phạt nhà trường. Và trời ơi, vị thánh Lai này tuyệt vời. Bà cũng có âm lượng volume eco bass rep khỏe như chị Hằng. Nếu bà Nguyễn Phương Hằng có thể livestream từ tối đến gần sáng không mệt mỏi, thì vị thánh mới chưa có đến trình độ cảnh giới đó, chưa đạt đến cảnh giới đó, nhưng mà cũng livestream liên tục, tức là livestream xong nghỉ tí livestream tiếp, vừa like vừa ăn, vừa mắng con, vừa dạy con, vừa mắng thiên hạ. Và bà dùng cái kho từ ngữ của bà cũng rất rực rỡ, không mà chưa thua kém bất cứ một danh hài nào hoặc là một bà bắn cá nào, xin lỗi, rất là vui. Đúng là trong sự tâm tối của cuộc sống vì dịch bệnh, vì giá xăng, giá cả leo thang, vị thánh đã xuất hiện đúng lúc, cứu rỗi chúng ta ra khỏi đời thường nhạt nhẽo. Và vị thánh vẫn đang like, rất vui, không biết kết quả như thế nào, xin quý vị theo dõi, mừng lắm. Bà Nguyễn Phương Hằng đã có y bác